App về danh hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Hello everyone, welcome back to our lesson today. In today's lesson, we will learn Unit 1, Lesson 7, Communication and Culture. Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học Unit 1, bài số 7, Giao tiếp và văn hóa. Alright, let's start. First, we have a quick warm-up activity, the game Who Said It. Then we move to everyday English. Task 1, listen and complete the conversations. And task 2, make similar conversations. Then, clear. Task 1, read the text and complete the comparison table. And task 2, discuss the questions. All right, let's go. As you can see on the screen, there are 6 famous sayings by famous people on the slide. Say who said that saying and answer the question. Ở đây chúng ta có 6 ô tương ứng với 6 câu hỏi. Với từng câu hỏi này sẽ mở ra 6 câu nói nổi tiếng của 6 người nổi tiếng. Chúng ta sẽ cùng xem là ai nói những câu đó các em nhé. Alright, let's come to the first question. Genius is 1% inspiration, 99% perspiration. Thiên tài là 1% cảm hứng, 99% mồ hôi. Ok, câu này là của ai các bạn nhỉ? 3, 2, 1. Thomas Edison. Câu này là của ông Thomas Edison. Number 2. Stay hungry, stay foolish. Hãy luôn sống khát khao, hãy luôn sống dại khờ. Alright, who said that? 3, 2, 1. It's from Steve Jobs. Alright, câu này của ông Steve Jobs. Number 3. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Cuộc sống giống như là đi xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển. 3, 2, 1. It's from Albert Einstein. 4. If you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman. Tìm đàn ông nếu muốn nghe lời hứa hẹn. Tìm phụ nữ nếu muốn thấy việc thành. Okay, who said that? 3, 2, 1. It's from Margaret Thatcher. All right, question 5. That's one small step for man, a giant leap for mankind. Một bước đi nhỏ bé của con người nhưng lại là một bước nhảy vọt khổng lồ của nhân loại. 3, 2, 1. It's from Neil Armstrong. Câu này là của ông Neil Armstrong khi mà ông vừa đặt chân lên mặt trăng. Alright, the last question for today. To be or not to be, that is the question. Sống hay không sống, đó là vấn đề. 3, 2, 1. Alright, it's from William Shakespeare. Ok, vậy là chúng ta đã xong 6 câu hỏi phần mở bài của chúng ta. Chúng ta sẽ chuyển sang bài số 1, task 1, listen and complete the conversation. There are 4 phrases. A. It was such a pleasure. Thật là một niềm vinh hạnh. B. That's fantastic. Thật là tuyệt vời. C. I'm on top of the world. Tôi rất vui. D. I'm so happy. Có nghĩa là tôi rất vui. Okay, ready? Let's listen. Unit 1. Life Stories We Admire. Page 16. Communication and Culture. CLIL. Everyday English. Expressing pleasure and responding to it. Activity 1. Listen and complete the conversations with the expressions in the box. Then practice them in pairs. One. I'm on top of the world. I've just learnt that my poem about Vietnam's national heroes has won the first prize in the poetry competition for teenagers. I'm so happy for you. It's a very inspiring poem. Okay. Now, what is the answer for question 1? I'm on top of the world. And number 2. Unit 1. Life Stories We... I'm so happy for you. All right, again. Mark. I'm on top of the world. I've just learned that my poem about Vietnam's national hero has won the first prize in the poetry competition for teenagers. Wow, tớ đang rất vui. Tớ được biết rằng bài thơ viết về các anh hùng dân tộc Việt Nam của tớ đã đạt giải nhất cuộc thi thơ thiếu niên. I'm so happy for you. That's a very inspiring poem. Tớ mừng cho bạn quá. Đó là một bài thơ rất cảm động. All right, let's continue. Poem 2. I took part in a public speaking event and gave a talk about Steve Jobs' innovations in technology. It was such a pleasure to be among so many talented speakers. They invited me to give another presentation. That's fantastic. I've always thought you're a great speaker. Okay, now let's see the answers for number 3. It was such a pleasure. Unit 1. Life Stories We... And 4. That's fantastic. Fun. I took part in a public speaking event and gave a talk about Steve Jobs' innovations in technology. It was such a pleasure to be among so many talented speakers. They invited me to give another presentation. That's fantastic. I've always thought you are a great speaker. Tôi đã tham gia một sự kiện diễn thuyết trước công chúng và nói về những đổi mới trong công nghệ của Steve Jobs. Thật là niềm vinh hạnh, niềm vui khi mà được tham gia cùng rất nhiều diễn giả tài năng. Họ mới tới thuyết trình lần nữa. Thật là tuyệt vời. Tớ luôn nghĩ cậu là một diễn giả thật tuyệt. Okay. Thông qua bài 1 vừa rồi chúng ta đã hiểu hơn về một cuộc hội thoại. Mình sẽ dành lời khen cho ai đó và phản hồi lại cái lời khen của họ. Vậy sang bài số 2 chúng ta sẽ cùng có một cái đoạn hội thoại tương tự. Task 2. Make similar conversation. Alright, we have two situations. Number 1. A has just watched a wonderful Walt Disney film and expresses his or her pleasure to B. B responds to show his or her pleasure for A. 2. B's article about the life of Steve Jobs was published in the local newspaper. B expresses his or her pleasure to A. A responds to show his or her pleasure for B. A đã vừa xem một bộ phim tuyệt vời của Walt Disney và bày tỏ sự hài lòng của mình đối với B. Và B đã đáp lại sự hài lòng của anh ấy hoặc cô ấy đối với bạn A. Phần số 2. Một bài viết bài báo của B về cuộc đời của Steve Jobs đã được đăng trên tờ báo địa phương. B đã thể hiện sự vui vẻ, sự hài lòng của mình đối với bạn A. Và bạn A đã đáp lại để thể hiện sự hài lòng đối với bạn B. Tôi sẽ cùng xem bài mẫu các em nhé. Đây là một số cái cụm dùng để diễn tả cái sự hài lòng đối với đối phương. Some useful expression to express pleasure. It was amazing, wonderful, great. That was an amazing, wonderful, great. It was such a pleasure to you. I was so pleased to you. I'm on top of the world, on cloud nine, over the moon. Những cái cụm dùng để diễn tả cái sự vui thích của mình. Amazing là tuyệt vời, wonderful tuyệt vời, great cũng là tuyệt vời. Ở dòng số 4 ta có I was so pleased too, thứ rất vui, .. Và dòng bên dưới ba cụm này chúng ta đều có nghĩa là tớ cực kỳ vui, cực kỳ hào hứng. Responding, how to respond. Khi mà bạn đang diễn tả sự hào hứng như thế thì mình sẽ phải phản hồi lại. Thì bên đây chính là một số cụm để giúp các em có thể phản hồi. Wow, I'm so happy or excited for you. Good for you. That's fantastic. Amazing. Great. I'm pleased to hear that you like it. Wow. Oh. I'm so happy or excited for you. Tớ rất vui hoặc là cảm thấy hào hứng cho bạn. Thật là tốt. Fantastic, amazing, great đều là tuyệt vời. I'm pleased to hear that you like it. Tớ rất là vui khi mà nghe thấy bạn thích nó. Okay. And here is the sample conversations. Một bài mẫu để chúng ta tham khảo các em nhé. Situation number 1 với tình huống số 1. A. Yesterday, I saw the new Disney movie, The Lion King. I enjoyed it so much. It's such a wonderful animated movie. That's great. I'm pleased to hear that you like it. Hôm qua tôi đã xem bộ phim Disney Vua Sư Tử, tớ rất thích nó. Nó thật là một bộ phim hoạt hình tuyệt vời. Thật là tuyệt, tớ cũng rất vui khi nghe thấy rằng cậu thích nó. 2. B. I'm on cloud 9. My article about Steve Jobs' life and achievements has just been published in the local newspaper. Wow, I'm so happy for you. You've worked so hard on it. Tớ rất là vui bởi vì bài báo của tớ về những cái cuộc đời và những cái thành tựu của ông Steve Jobs đã được xuất bản ở trên tờ báo địa phương. Thế á, tớ rất là vui. Bạn đã làm việc chăm chỉ rồi. Okay. Now we move to part 2 conversation. Part 2 culture. Task 1. Read the following text and complete the comparison table on page 18. Đọc đoạn văn sau và hoàn thành vào cái bảng so sánh ở trang 18. The topic of the reading is Queens of the World, những nữ hoàng trên thế giới. Now let's listen carefully. It is said that women can rule kingdoms, and some of them actually did. Below are three of the most famous queens in world history. Cleopatra VII, 69 BC to 30 BC, the queen of ancient Egypt, ruling from 51 BC to 30 BC, was most famous for her determination and beauty. She was also very intelligent and well-educated, and could speak 9 languages. Under her rule, Egypt was a rich nation and remained independent from the expanding Roman Empire. Elizabeth I, from 1533 to 1603. Queen Elizabeth I ruled England for 45 years, from 1558 to 1603. She was admired for her strong determination and intelligence. Elizabeth could speak and write 5 languages and even translated lengthy texts into French, Italian, and Latin. She is considered one of the most successful queens in British history. She defeated the powerful Spanish Navy in 1988 and encouraged the development of the arts. She refused to get married. Catherine II, from 1729 to 1796. Catherine II was a minor German princess who became known as Catherine the Great and ruled Russia from 1762 to 1796. She was intelligent, ambitious, and dedicated her adopted country. She expanded the Russian Empire, adding an area of more than 500,000 square kilometers. She improved education for children and women and opened the first school for girls in Russia. During her time there was also great developments in architecture, trade, and culture. Nữ hoàng trên thế giới. Người ta nói rằng phụ nữ có thể cai trị vương quốc và một số người trong số họ đã thực sự làm điều đó. Dưới đây là 3 trong số những nữ hoàng nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới. Cleopatra VII, nữ hoàng Ai Cập cổ đại, cai trị từ năm 51 trước công nguyên đến năm 30 trước công nguyên, nổi tiếng nhất về sự quyết tâm về sắc đẹp. Bà cũng rất thông minh và có học thức tốt, nói được 9 thứ tiếng. Dưới sự cai trị của bà, Ai Cập là một quốc gia giàu có và vẫn độc lập khỏi đế chế La Mã đang bành trướng. Elizabeth I, nữ hoàng Elizabeth I, cai trị nước Anh trong 45 năm. Từ năm 1558 tới năm 1603, bà được ngưỡng mộ vì sự quyết tâm và thông minh mạnh mẽ. Elizabeth có thể nói và viết 5 thứ tiếng, thậm chí còn dịch các văn bản dài sang tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Latin. Bà được coi là một trong những nữ hoàng thành công nhất trong lịch sử nước Anh. Bà đã đánh bại hải quân Tây Ban Nha hùng mạnh vào năm 1588 và khuyến khích sự phát triển của nghệ thuật. Bà đã từ chối kết hôn. Catherine II. Catherine II là một công chúa nhỏ người Đức được biết đến với cái tên Catherine Đại Đế và cai trị nước Nga từ năm 1762 đến năm 1796. Bà thông minh, đầy tham vọng và cống hiến hết mình cho đất nước. Nhận nuôi của mình, bà đã mở rộng đế quốc Nga, thêm diện tích là 500.000 km. Bà đã cải thiện nền giáo dục cho trẻ em và phụ nữ, đồng thời mở trường học đầu tiên dành cho nữ sinh ở Nga. Trong thời gian của bà cũng có những bước phát triển vượt bậc về kiến trúc, văn hóa và thương mại. Alright, now after reading the passage, we complete the comparison table. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bài tập hoàn thành bảng so sánh sau nhé. Chúng ta sẽ so sánh giữa 3 nữ hoàng. Hãy cùng nhìn vào câu hỏi số 1. Country. Elizabeth I, bà được sinh ra ở đâu? Bà thống trị ở đâu? Thì trong thông tin ở bài ta có dòng như sau. Queen Elizabeth I ruled England. Vậy đáp án số 1 chính là England. Number 2. Câu số 2 chúng ta thấy có thông tin như sau. Catherine II was a minor German princess who became known as Catherine the Great and ruled Russia. Vậy đáp án của ở đây chúng ta có Russia. Tức là bà làm nữ hoàng để thống trị Nga. Thì phần số 2 ta sẽ điền Russia. Alright, number 3, years of being queen. Năm làm nữ hoàng, tức là những năm thống trị. Câu số 3 chúng ta có 21, 21 năm. Trong thông tin của bài Ruling from 51 BC to 30 BC, chúng ta lấy số 51 trừ đi sẽ là 21 năm thống trị. And number 4, Catherine II. Ruled from 1762 to 1796. Chúng ta cũng lấy năm 1796 trừ đi 1762. Chúng ta ra đáp án là 34, 34 năm. Achievements, tức là những thành tựu. Alright, question number 5. Chúng ta thấy có thông tin trong bài như sau. Under her rule, Egypt was a rich nation and remained independent from the expanding Roman Empire. Vậy ở đây chúng ta sẽ biến đổi đáp án đi một chút. Saved her country from being part of the expanding Roman Empire. Tức là phần này bà đã cứu đất nước của mình khỏi trở thành một phần của đế chế La Mã đang bành trướng. Number 6. Trong bài chúng ta thấy thông tin là She defeated the powerful Spanish Navy and encouraged the development of the arts. Cho nên đáp án chính là Defeated the powerful Spanish Navy, encouraged the development of arts. Alright. Chúng ta cùng xem lại đáp án một lần nữa. Đây chính là ba nữ hoàng, ba trong số những nữ hoàng vĩ đại nhất ở trên thế giới. Đều có những năm thống trị rất là lâu. Alright. So, what about Vietnamese history? Vậy còn lịch sử của Việt Nam thì sao? Chúng ta cùng sang bài số 2. Task 2. Work in groups and discuss the questions. Do you know any female rulers or famous women in Vietnamese history? Share what you know about them. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ xem là em đã biết những nữ hoàng nào hoặc là những người phụ nữ nổi tiếng nào ở trong lịch sử của Việt Nam. Alright. Đầu tiên bức tranh số 1 chúng ta có Hai Bà Trưng. And number 2, we have Queen Mother Ỷ Lan. And number 3, we have Queen Lê Ngọc Hân. Alright, now let's see. Here is the suggested answer about Hai Bà Trưng. Let's listen carefully. Ở đây chúng ta có một bài mẫu giới thiệu về Hai Bà Trưng. Chúng ta cùng nghe các em nhé. Hai Bà Trưng, the Trưng sisters were military leaders who led the people against the colonial government of the Han dynasty. They are regarded as national heroes of Vietnam. They were both well educated. Queen Mother Ỷ Lan, she was the wife of King Lý Thánh Tông and the mother of King Lý Càn Đức. She knew a lot about Buddhism and helped build hundreds of temples around the country. Queen Lê Ngọc Hân, as the only daughter of King Lý Hiển Tông, she helped to improve education and social status of women by giving titles to female scholars and educating female domestic servants. Hai Bà Trưng là những nhà quân sự lãnh đạo nhân dân chống lại chính quyền thực dân nhà Hán. Họ được coi là những nữ anh hùng dân tộc của Việt Nam. Cả hai đều được giáo dục tốt. Thái hậu Ỷ Lan, bà là vợ vua Lý Thánh Tông, mẹ vua Lý Càn Đức. Bà biết rất nhiều về Phật giáo và đã giúp xây dựng hàng trăm ngôi đền chùa trên khắp đất nước. Hoàng hậu Lê Ngọc Hân là con gái duy nhất của vua Lê Hiển Tông và đã giúp nâng cao trình độ học vấn và địa vị xã hội của phụ nữ bằng cách phong tước hiệu cho nữ học giả và giáo dục các nữ giúp việc. All right. So, in our lesson, we have gained knowledge about some famous queens of the world and review some expressions for expressing pleasure and happiness and responding. Talk about famous queens in Vietnam. Vậy trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã đọc và có những cái kiến thức về một vài nữ hoàng nổi tiếng ở trên thế giới, cũng như là học một số cái cụm từ để diễn tả niềm vui, niềm hạnh phúc, cũng như là phản hồi lại. Và đã nói về các nữ hoàng, các người nổi tiếng của Việt Nam. And that is the end of today's lesson. Thank you for listening. See you again. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietject.